Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại thôn Vân Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động ạ. Đây là khu dân cư nằm hoàn toàn ngoài bãi sông Hồng. Và hôm nay thì đã bước sang ngày thứ 3, hơn 350 hộ dân của khu dân cư đã bị bao trùm bởi nước sông Hồng dâng cao như thế này ạ. Để đảm bảo cuộc sống của người dân thì huyện Kim Động cũng đã bố trí lực lượng công an, quân sự để hỗ trợ người dân trong công tác di rời, bảo vệ tài sản. Hiện tại thì có khoảng hơn 200 cháu học sinh đã được di chuyển sang bên xã Khai Thái để đảm bảo quá trình học tập. Huyện Kim Động phối hợp với nhà trường, chính quyền xã Khai Thái bố trí chỗ ăn ở an toàn cho các cháu. Hàng ngày, cấp ủy thôn bố trí lực lượng cùng cán bộ chiến sĩ thực hiện trực chốt tại các điểm dân cư, hỗ trợ cấp phát lương thực thực phẩm và đưa người dân di chuyển bằng thuyền ra ngoài an toàn. Trong 2-3 ngày vừa qua thì cô lập hoàn toàn. Thì hiện nay đối với thôn có là hơn 2/3 hộ gia đình cao tầng thì cũng sắp xếp được cái số còn lại về những cái chỗ nhà cao tầng để là tránh lũ để đảm bảo an toàn. Cái mực nước sông Hồng hiện tại là từ sáng đến giờ mới rút được khoảng 6 phân nước, mà cũng đã tuyên truyền cho bà con là đề phòng là nước ở trên thượng nguồn còn mưa nhiều, không chủ quan trong việc là phòng chống lũ.